xe giao lên trần. Cảm ơn anh em đã theo dõi video ha. Nếu anh em còn thấy thích cái kênh của mình á, muốn tham khảo về máy móc á, thì anh em nhấn nút đăng ký này ha, giúp mình ha. Đây. Thì các anh em sẽ nhận được những video mới nhất á, mình sẽ đăng cho mọi người xem. Rồi, xin cảm ơn nha. Đây là phía trước công ty mình nha. Địa chỉ của mình là ghi trên đó đó, 167 quốc lộ 53, Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long ha. Thì đây là trục đường quốc lộ 53. Ở phía xa xa kia là có tòa nhà là bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long ha, đường cầu Me lớn. Kho máy mình để phía sau đó nha, máy cài đây trước.